Bây giờ mình đang luộc gà cả nhà ơi, thì gà này thì mình đã cho vào đây là hành hành tây và hành tím của Việt Nam. Mình cũng đã cho một chút muối, một chút xíu muối thôi. Thì chút nữa thì mình sẽ vớt ra. Sắp được rồi ấy, để mình làm cái món gỏi gà và cái xương thì mình cho ngược trở lại và mình sẽ đổ. Bên này thì mình cũng đang kiểu như để đun sôi gạo để mình nấu cháo gà cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi làm cái món gỏi gà ấy cả nhà. Thì ở đây thì mình đã có cái hành hành tây ấy, mình đã cắt nhỏ ra và mình đang ngâm trong nước đá đây này cả nhà. Mình đã cho nước đá và mình ngâm được khoảng 15 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Cái mục đích của việc ngâm nước đá này là cho cái hành nó giòn và nó đỡ hăng đi cả nhà. Còn đây là cái rau cải bắp là mình đã thái ra rồi và rửa sạch để cho nó ráo nước rồi. Thịt gà bên này thì mình cũng đã cắt mỏng ra rồi, thì bây giờ mình sẽ đi làm gỏi gà. Còn đây là cái nồi cháo của mình ấy, thì tất cả những cái xương gà mình cho ngược trở lại hầm. Thì nồi cháo cũng đã được rồi nhưng mà mình cứ để cho nó âm ỉ vậy. Khi nào bắt đầu ăn thì là mình mới bắt đầu mình nêm nếm thêm. Thì cháo bây giờ đã rất là ngon rồi cả nhà ơi. Thì vẫn còn một chút thịt gà mà nó vướng lại ấy, thì nó rất là ngon luôn ấy. Còn bên này là cái gỏi gà. Thì là mình để được 15 20 phút rồi đấy, thì mình đợi chồng về. Chồng mình về thì là hai vợ chồng mình sẽ cùng ăn bữa tối cùng với nhau. Còn một chút nước chấm để tí nữa để chấm. Thì đây là bữa tối của hai vợ chồng mình. Thì mình có cháo gà này cả nhà. Thì mình đã cho hành lá lên bên trên rồi, với cả một chút rau mùi. Và đây thì mình có gỏi gà này, có hành tây, rồi là mình có cải bắp, rồi là mình trộn như lúc nãy mình đã trộn đấy ạ. Và đây mình có một chút nước mắm còn thừa, thì nếu mà ai muốn ăn thì sẽ ăn chấm theo một chút nước mắm nữa. Thì bây giờ vợ chồng mình sẽ bắt đầu bữa tối. Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Trang Đoàn in USA Cuộc Sống Mỹ. Thì bây giờ vợ chồng mình sẽ bắt đầu ăn tối. Let's get started, baby. Ok. Oh, maybe we need a big spoon. Thì mình sẽ đảo đều cái hành lá và các kiểu này lên cho nó. Đây là cái lần đầu tiên mà chồng mình ăn 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 gỏi gà, cháo gà. I said this is the first time you're going to eat this one. It's Vietnamese dish. Đây là lần đầu tiên luôn đấy cả nhà. Thì mình sẽ cho nó nguội lại đây một chút này. Stole my spoon. Yeah. Oh, the spoon here? Yeah, you took it to use for porridge. Sao? Thì mình sẽ cho một ít cháo gà ra đây này. Ăn cháo gà thì chồng mình chưa biết ăn nào đâu, thì mình sẽ hướng dẫn. I said you don't know how to eat it. That's why I'm gonna show you how to eat it. Yeah? Together with the gỏi gà. Oh, okay. I'm pretty sure I know how to use a spoon. Chồng mình bảo là anh ấy chắc chắn anh ấy biết là cách để sử dụng thìa với ăn như thế nào. Bảo là ăn với lại gỏi gà cùng với nhau, together with gỏi gà. Đấy, cháo còn nhiều trong son lắm. Gỏi gà cũng còn nhiều. I said still chicken porridge in the pot and still gỏi gà. We have chicken salad. Yeah, in Vietnamese we say this chicken salad gỏi gà. Gỏi gà. Mình bảo chồng mình là trong tiếng Việt ấy, cái món này gọi là gỏi gà. And this is we say cháo gà. Cháo gà. Cháo is porridge and gà is chicken. Okay, let's eat it. Maybe you try a little bit of the soup first and the porridge. Mình bảo anh thử ăn cái porridge trước đi xem nào. Porridge, yeah. Tastes like tastiness. Tastiness? What does it mean? It is good. Chồng mình khen ngon. Còn gỏi gà đấy. Gỏi gà này thì anh ăn. Ooh, and you. Great.
I'm determined if it's just a lot of pepper, if it's some other spice that you put in there. Fish sauce, some salt, some pepper, yes. Mm-hmm. Mình bảo chồng mình ấy, à, anh hỏi là anh em cho cái gì vào đây, anh cảm giác như anh ăn được hạt tiêu. Far spicier than I anticipate. Oh no, from this. Chồng mình bảo tại sao nó cay, mình bảo bởi cái tiền ấy nó ở trong cái nước bát nước mắm cay này nên nó cay. I'm like wow, this is really spicy for porridge. Thì cái gỏi gà này anh deep in here. Mm-hmm. I said thì mình bảo chồng mình là chấm vào đây nếu như mà nó nhạt ấy. But you eat it first, if it's good enough then you don't have to deep. Very tasty. Mm-hmm. Chồng mình khen ngon, chồng mình bảo ngon lắm. Bình thường ấy, anh em normally we use another spice. The dish in the north of Vietnam where I was living and was born. I think this is from the south or central Vietnam. I'm not sure 100%. But we don't have this in the north. Thì mình không có cái món này, ngoài Bắc không có. I don't know, I say it's from America. Chồng mình bảo là chồng mình anh không biết món này của Mỹ. Hey, first place I've ever seen it was here in the US. Anh bảo đây là món đầu tiên anh ấy nhìn thấy ở Mỹ thì anh nghĩ là nó từ Mỹ. Oh yeah. Mm-hmm. Anh hấp. Anh hấp vừa thôi, hấp hấp lắm. Wow. Uh-huh. Mà dễ ăn á, it's very easy to eat, right? Mm-hmm. Dễ ăn mà ngon. Mình thì được cái mình hay chịu khó mình mày mò các món ngon ngon. I said I'm very keen on looking for new recipes and and try it, right? It's okay. Makes life tastier. Mhm. Anh bảo làm cho cuộc sống trở nên ngon hơn. Hôm nay trời rất là nhiều tuyết. I said outside there's a lot of snow. Yep, I was surprised I made it to work on time this morning. Wow, anh chồng mình bảo anh ấy rất là nó đáng rất là kinh ngạc và rất là ngạc nhiên bởi vì anh đi làm không bị muộn giờ mà rất là đúng giờ luôn đấy. Mặc dù là trời thì tuyết thật là nhiều luôn. Chồng mình cái món gì của Việt Nam gần như cũng ăn được. I said my husband, let's say he can eat 99% of Vietnamese cuisine food. Yeah, 99%. I don't know. You don't sure. know. I'm sure if I try that much Vietnamese. Anh bảo là anh không biết. Anh đã ăn đến 99% món ăn Việt Nam đâu mà em bảo là trời ơi, người ta nói vậy thì cứ đồng ý đi. If I said so, just agreed. Well, I mean, yes dear, whatever you say dear. Anh bảo, ừ đúng rồi em. Cái gì em nói cũng đúng hết. Anh ơi là ai? À quên, có một bạn. Bạn ấy có comment một cái video nào đấy mình quên mất rồi. Bạn hỏi là chị ơi, chị lấy chồng Tây thì tài chính hai vợ chồng của chị như thế nào? There was a comment. Mm-hmm. And I don't remember on which video I posted on YouTube. Mm-hmm. But her question is how do we deal with finance in a common house, in a common relationship? Mm-hmm. Very good question. I mean, not only for Vietnamese girl with an American husband, but also for every couple when you get into in the same roof, in the same house, right? Finance is something very important. Thì không phải là chỉ có mỗi là cái vấn đề tài chính ấy của hai vợ chồng sau khi lấy nhau ấy. Thì không phải là chỉ là cái vấn đề mà quan trọng cho mỗi cặp vợ chồng là Việt hay là Tây hay là mà tất cả cặp vợ chồng Vietnam's me together or any American couple as well. Mm-hmm. It's very important topic. Mm-hmm. Thì vợ chồng mình ấy là cũng mới lấy nhau thôi. We just got married a few months ago and you know right now we share everything. Thì vợ chồng mình ấy mới cưới nhau được có mấy tháng. Thì bọn mình tài chính ấy là bọn mình chia sẻ tất cả. So there's no secret from him. No. Thì không có bí mật gì cả. Thì bọn mình là dùng chung tài khoản ngân hàng. We have common bank accounts. So I can access his bank account to see
how much money coming in, how much money going out, or even he drinks a beer, so I still can see. Thì mình có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của anh ấy, thì mình thấy được là tiền vào bao nhiêu, tiền ra bao nhiêu, kể cả anh uống một cốc bia mình cũng biết. But I think this is the question that many Vietnamese women who want to know, you know, because maybe they want to get married to Western men, and because it's very different cultures. But what I'm telling here, my husband and I share everything. It doesn't mean that every couple here in the US share everything. Mm-hmm. Mình nói ở đây là không phải cặp vợ chồng nào mà lấy nhau cũng chia sẻ tất cả đâu cả nhà. Mà ở Mỹ này, kể cả những người Mỹ lấy nhau ấy, họ cũng rất là sạch sòi. Many American couples, they are very transparent on their finance plans. I have an I was in Germany and I have a friend and she told me that her husband and she shared just the common expenses in the house, and they have a separate bank accounts, so different ones, you know. Thì mình có một người bạn rất thân ở bên Đức, thì bạn ấy nói với mình rằng là bạn ấy chia sẻ chỉ cái tiền mà chung sống với nhau, mà tiền sinh hoạt phí hàng tháng rồi tiền nhà là chung với nhau, còn lại tất cả hai vợ chồng có hai tài khoản ngân hàng khác nhau và không có chia sẻ những cái gì với nhau. Và rất là nhiều cặp vợ chồng ở Mỹ này cũng như thế. Và there are many American couples or Vietnamese American couples, they are doing the same thing. They share only the common expenses and they keep some money for themselves, right? Nhưng mà vợ chồng mình chia sẻ mọi thứ, không có tài khoản riêng gì đâu cả nhà. My husband and I, we share everything and we don't have separate bank accounts. Mình thích mua cái gì mua. Nói vậy cho để cho các bạn hiểu, nhưng mà không phải tất cả đâu nhá. Tại vì nó là do cái niềm tin giữa hai bên với cả hai bên thích sống như thế nào ấy. It's also about the trust between the two partners and also the way you choose to live together. Okay. Boy. Yeah. What do you think about that? Sharing everything? I think it's fine. Works for us. Mm-hmm. I figured anything where, you know, I want to buy something or you want to buy something, either we can afford it or we can't. And if mm-hmm. we can't, then there's not really anything to it. Mm-hmm. And if we can, then you know, yeah. we can go ahead and buy it. Yeah. Chồng mình bảo là chồng mình rất là ủng hộ cái việc chia sẻ tài chính. Thì cái việc chia sẻ tài chính hai vợ chồng mình thì nó rất là hợp lý, và chồng mình nói rằng nếu như em thích mua cái gì, anh thích mua cái gì mà bọn mình có thể mà chi trả được ấy, thì là mình mua thôi, chứ nếu mà mình không chi trả được thì mình không thể mua được. Mà mình muốn, for example, if I want to buy something very expensively, I would definitely discuss with my husband, you know. Ví dụ như là mình muốn mua một cái gì rất là đắt thì mình không phải tự ý mua được, mà mình phải thảo luận với chồng mình. Đấy là this is a respect for the other partner and I think it's just normal, right? Thì nó rất là bình thường đấy cả nhà. Kiểu quá mới ăn được một bát, ăn tiếp, just only one bowl, I need to eat more. Mình mà mới ăn được có một bát, không ăn nhanh thì chồng mình em. If I don't eat fast and he gonna eat everything. She spends too much time talking. Anh bảo nói nhiều hay nhiều quá là anh ăn hết đấy nhá. Mình toàn trêu anh ấy thôi cả nhà. I mean, granted, it's kind of necessary for the video. Anh bảo, nhưng mà tại vì mình làm video á, thì mình phải có câu chuyện đúng không cả nhà? Nói chuyện thì nó mới vui chứ. Chứ mà không có câu chuyện gì, thì các bạn cứ nhìn mình ăn không. If I post a video of eating, only eating, no stuff, nothing, people are like, what the hell are you doing, right? Nếu mà mình đăng một cái video mà chỉ có ngồi ăn không có một cái tiếng gì thì chắc cả nhà nghĩ mình bị hâm. Yeah. Nếu như mà người ta làm mukbang ấy, no, but if you are going to make an eating show, video is another story. You show different food and I just said if they make eating shows videos, so they normally show beautiful, you know, decoration and good food, expensive food, but we're not making eating show, you know. Our video is about sharing my life with my husband and my family here, you know. Mm-hmm. And it's kind of different. Thì cái video của mình không phải như vậy. Video của mình là
nấu ăn, chia sẻ cuộc sống gia đình, rồi là vợ chồng, rồi là cuộc sống của mình ở Mỹ, thế thôi. Just so happens that most of it, it happens to be eating. Nhưng mà hầu hết các video thì video nào cũng toàn ăn với chả uống. What's up? Yeah, nothing wrong with that. Chán sao? Said so yourself, seems to be the more popular video. Probably shouldn't take so much, but it's tasty. It's pretty tasty. Chồng mình bảo là không muốn ăn nhiều nhưng mà nó ngon quá. Thì cả nhà ơi, cái video của mình khá là dài rồi, thì mình xin kết thúc cái video của mình ở đây. My videos are already very very long. So I'm gonna finish my video. Thì mình sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của trang đoàn New USA Cuộc Sống Mỹ. Thank you very much for supporting and watching this video. And I'll see you guys in my next video. Thì hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Chào cả nhà. Bye.